Ok, ví dụ như giờ mình muốn xuất cái file MP3 ra để mình nghe nhạc, mình bỏ cho vào điện thoại mình nghe, mình không muốn xuất thành một file video, mình không muốn gắn với bất cứ hình ảnh gì, thì các bạn nghe thôi nha. Mình không muốn gắn với bất cứ hình ảnh gì mà cũng không muốn gắn với bất cứ video gì, thì mình muốn xuất file MP3 ra thì làm như thế nào? Rất là đơn giản. Giờ một số các bạn thì các bạn hay thắc mắc chỗ này. Mình xuất cái file đuôi MP3 ra thôi, đó là xuất ra file nhạc thôi. Thì xuất vào đây là nó chỉ cho phép các bạn xuất đuôi video thôi. Vậy xuất file nhạc là như thế nào? Chúng ta click vào file nè, chọn Bluetooth PC nè, Export Audio As, còn không phím tắt nó là Control D đó. Đây, bây giờ thì các bạn tùy chọn cái nơi các bạn muốn lưu trữ. Đây, ví dụ như mình muốn lưu trữ đây đi, click vào dấu mũi tên nè, chọn cái đuôi file MP3 nè, rồi đặt tên cho nó thôi, nhạc. Việc của bạn là bấm lưu, đây là vị trí của là mình lưu nha, lưu rồi, nó đang xuất ra thôi. Vậy là xong thôi, chúng ta đã có một file đuôi MP3 audio đây, file nhạc của chúng ta đây. Rồi, ok, vậy là các bạn đã biết xuất file nhạc ra khỏi Camtasia ha. Ok, bye bye các bạn.